thực hiện triển khai quyết định số 418 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2020. Vừa qua, tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Song Phương tổ chức triển khai cuộc thi Tôi sáng tạo robot lần thứ 5 dưới sự bảo trợ bản quyền của Hiệp hội Thanh thiếu niên Robot trẻ châu Á-Thái Bình Dương TIRA. Cuộc thi Tôi sáng tạo robot là sân chơi bổ ích, trí tuệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Chương trình có sức lan tỏa lớn và có ý nghĩa xã hội cao khi đã tạo dựng nên một môi trường hoạt động cho các em học sinh hướng tới mục tiêu khơi dậy sự say mê tìm hiểu khoa học cũng như có thể hòa nhập với sự phát triển khoa học trên thế giới, tạo điều kiện cho các em học sinh phát triển tư duy, kỹ năng khoa học công nghệ của mình.